Xin chào mọi người, mình là Sù và mình đã quay trở lại đây. Chủ đề của buổi hôm nay, chúng mình sẽ nói về ngành biên phiên dịch. Nào, chúng mình cùng tìm hiểu nhé! Video này được tổng hợp từ hai bài viết Ôi cái nghề của tác giả Phạm Việt Hà và bài viết Vén màn bí mật nghề phiên dịch của tác giả Nghe Lác. Những kẻ như tôi hầu như không tồn tại dưới dạng của một con người cụ thể. Trong cơ sở dữ liệu của khách hàng, tôi được biết tới như một mã số, giống như số model của một cái điện thoại hay IP của một cái máy tính. Mã số ấy cho tôi biết tôi đã có đủ kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của một công việc cụ thể nào đó không, và mức phí được hưởng tương ứng là bao nhiêu. Mã số ấy cũng được dùng khi họ trả tiền cho các dịch vụ mà tôi cung cấp. Thường thì người ta sẽ gửi thư cho tôi kiểu có việc A, ngày B, mức trả C, đề nghị xác nhận, và tôi sẽ trả lời đại loại. Tôi xác nhận là việc A với các thông tin về thời hạn, mức phí như đã nêu như trong thư gửi ngày đi. Đúng ngày giờ, tôi đến, xong việc, tôi gửi cho khách cái giấy đòi tiền và chờ tiền về tài khoản. Nhanh, gọn, không phiền phức, theo đúng kiểu no name, no face, no number. Chưa bao giờ tôi làm lỡ việc của khách hàng, cũng chưa bao giờ quỵt tiền thanh toán, mức phí mà tôi được trả, tùy vào việc tôi phải làm. Với mỗi nhiệm vụ, tôi đều bắt đầu bằng việc đọc rất nhiều những tài liệu mà khách hàng cung cấp. Ít nhất là phải biết họ là ai, tên tuổi và chức danh là gì. Họ có quyền không biết gì về chúng tôi, ngoài một cái tên hay mã số, nhưng chúng tôi luôn phải tìm hiểu về khách mà mình phục vụ. Trước mỗi lần phục vụ, nếu khách hàng không quá vội vàng, nếu có được 5 phút chuyện trò trước khi hành sự, tôi sẽ nhìn khách hàng cười thật dịu dàng và hỏi, anh có yêu cầu gì đặc biệt không? Và cố gắng thỏa mãn những yêu cầu mà họ đặt ra. Những kẻ làm cái nghề của tôi đều đã được dạy dỗ và rèn luyện để có thể phục vụ những kiểu khách hàng khác nhau, những cách tác nghiệp khác nhau, những yêu cầu cũng rất khác nhau. Nếu may mắn, khách sẽ hợp tác, phối hợp nhịp nhàng khi hành sự, không quá nhanh hay quá chậm, không quá khó, cũng chẳng quá dễ, để hai người hòa vào làm một, cùng xóa đi những rào cản mà ngôn ngữ và văn hóa đã dựng lên. Cũng có khi khách hàng chưa từng hoặc không quen dùng dịch vụ loại này, cứ việc hắn làm, mặc kệ tôi vật vã xoay sở, cố hòa nhịp, hì hục đánh vật với những mớ yêu cầu kỹ thuật không được báo trước. Cũng có rất nhiều lần khách được phục vụ mà không hề biết mặt những kẻ như tôi. Họ chỉ nghe thấy giọng nói mà không biết con người. Trong những căn phòng chỉ rộng 1m², mờ tối và cách âm như những cái máy đã bật công tắc, chúng tôi phục vụ cả đám người đông nghịt. Khi họ xong việc thì mình cũng kiệt sức, dã rời. Mỗi khi bước ra khỏi những căn phòng sang trọng hay cánh cửa cabin đóng kín, chúng tôi tự xóa bộ nhớ, quên hết những gì mình đã đọc, đã nghe, đã thấy, đã làm. Bảo mật là một trong những yêu cầu quan trọng của nghề này. Những kẻ như tôi còn không được coi là những con người. Đơn giản, chúng tôi là những cái máy cực kỳ tinh vi, có khả năng làm những cái việc mà máy móc thông thường cũng phải cháo thua. Và khách hàng cũng chỉ dùng chúng tôi cho những việc mà cụ gúc phải bó tay, hoặc những thứ mà họ không muốn ai ngoài họ và chúng tôi biết được. Chúng tôi hoạt động theo những nguyên tắc cố định, được gọi là quy định nghề nghiệp, giống như protocol của các phần mềm hay luật chơi của game điện tử. Giá trị của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng chơi giỏi trò của mình mà không phạm luật, giống như kiểu các game thủ được phân loại thấp cao. Nếu bạn đang nghĩ rằng tôi hành nghề gái gọi thì bạn đánh giá tôi hơi cao quá, bởi tôi chỉ là một mụ xồ xề bạc phếch, chân ngắn mặt nhầu, làm công việc của một cửu vạn ngôn từ. Chúng tôi là kẻ ngồi trong các cabin rộng 1m², đầy máy móc ở các phòng hội nghị, là người ngồi phía sau các sếp trong các cuộc họp hay buổi tiếp tân, là kẻ truyền ngữ trong các lớp tập huấn. Chúng tôi là những người dịch các tài liệu nghiên cứu, báo cáo, sách kỹ thuật cho các cơ quan quốc tế. Dân dịch thuê là những kẻ bán kỹ năng lấy tiền, không hề đòi danh phận. Cái mà chúng tôi làm ra là tài sản của người thuê dịch. Không cuốn sách hay tài liệu nào tôi từng dịch có tên tôi trên đó. Cũng chẳng ai đi dự hội nghị mà lại quan tâm cái giọng nói họ nghe trên headphone là của người nào. Và tôi lấy thế làm hài lòng.
miễn là tiền chuyển đều vào tài khoản và những bức thư mời dịch liên tục chất đống các hòm thư. Ôi, cái nghề! Vén màn bí mật nghề phiên dịch. Mình là một phiên dịch viên đã vài năm, mặc dù không dám tự nhận là chuyên gia, thỉnh thoảng tự gọi bản thân là gà, mình vẫn có một chút kinh nghiệm trong ngành và muốn chia sẻ với những bạn quan tâm. Ngành dịch thuật được chia làm hai mảng chính là dịch viết, biên dịch và dịch nói, phiên dịch. Mình làm cả hai mảng. Tuy nhiên, mình sẽ viết về biên dịch ở một bài sau, còn bài này chúng mình sẽ tìm hiểu về ngành phiên dịch nhé. Có rất nhiều con đường để trở thành một phiên dịch. Con đường chính thống là học một tấm bằng cử nhân ngôn ngữ và đi làm. Con đường phi chính thống là học một chuyên ngành nhất định và học thêm ngoại ngữ. Cả hai con đường này đều có những ưu, khuyết điểm khác nhau. Nếu theo chính thống, bạn sẽ có một nền tảng ngôn ngữ tốt, biết cách giao tiếp và truyền đạt bằng ngoại ngữ nhưng thiếu kiến thức chuyên ngành. Do đó, khi mới tốt nghiệp, bạn chỉ có thể dịch những chủ đề thường ngày chứ không dám tự tin dịch chuyên ngành. Thực ra, cũng có vài phiên dịch trẻ tự tin dù không có kiến thức chuyên ngành. Thế rồi, cuộc đời đã dạy cho họ những bài học bẽ bàng trong các hoàn cảnh mà họ không mảy may hiểu được khách đang nói gì. Ý mình nói không hiểu, tức là cả trong ngoại ngữ và tiếng Việt. Ví dụ, các bạn có hiểu một số thuật ngữ tiếng Việt như hộ lan, cửa nhận nước hoặc giao cách ly là gì không? Khi đã không hiểu thì bạn không thể dịch được. Trong khi đó, những đôi mắt của khách hàng vẫn nhìn chằm chằm chờ bạn dịch để họ tiếp tục trao đổi. Tình huống đó là một dạng thử thách tâm lý khốc liệt hơn cả một bộ phim kinh dị dạng siêu phẩm. Như vậy, kiến thức chuyên ngành là điều vô cùng quan trọng trong dịch thuật. Phần lớn những công việc dịch đều liên quan tới chuyên ngành. Bất lợi là để nắm được kiến thức chuyên ngành, bạn phải mất một khá thời gian. Nếu theo con đường phi chính thống, bạn sẽ có lợi thế về kiến thức chuyên ngành, nhưng ngược lại, bạn lại không biết cách truyền đạt cho người nước ngoài hiểu. Do đó, bạn sẽ mất thêm một thời gian để học thêm tiếng nước ngoài. Quãng thời gian này dài hay ngắn là do độ khó của ngôn ngữ, năng khiếu và sự chăm chỉ của bạn. Mọi con đường đều hướng về thành Rome và bạn sẽ có nhiều hướng đi để hiện thực hóa ước mơ trở thành một phiên dịch. Nếu theo hướng chính thống, thì bạn hãy tìm hiểu một chuyên ngành nào đó khi còn đang ở nhà trường. Nếu phi chính thống là lựa chọn của bạn, thì hãy học ngoại ngữ càng sớm càng tốt. Nhưng dù theo hướng nào, cũng đừng quên một điều, làm phiên dịch là không ngừng học hỏi, không ngừng tìm tòi. Làm phiên dịch có sung sướng không? Có lẽ, giống như mọi ngành khác, nghề phiên dịch, có những lúc bạn rất sướng và rất khổ, có lúc rảnh rỗi và rất bận, có cả những vinh quang và tủi nhục. Khổ là khi bạn gặp những từ ngữ quá mới hoặc quá độc mà bạn không tìm được từ tương ứng ở ngôn ngữ kia. Có nhiều khi khách hàng nói quá dài, quá khó hiểu mà bạn chẳng biết phải dịch ra sao. Làm nghề phiên dịch không có nghĩa là ngồi bàn giấy, phòng máy lạnh. Có những phiên dịch hiện trường phải chui vào hầm, leo lên đồi, đứng dưới nắng để tác nghiệp. Nhiều lúc trên công trường, công nhân chia ca nghỉ ngơi, còn người phiên dịch phải làm từ sáng sớm tới nửa đêm. Tuy nhiên, những niềm vui của nghề phiên dịch thì vô cùng đáng giá. Công việc của phiên dịch giống như xây một cây cầu nối giữa hai nền văn hóa. Khi bạn giúp khách hàng hiểu được nhau và hoàn thành công việc, bạn đã hoàn thành cây cầu nối ấy và niềm hạnh phúc mà thành quả này mang lại thì không gì sánh được. Nghề phiên dịch có vinh quang là những khi khách hàng hài lòng nhìn bạn với đôi mắt kính trọng. Mỗi khi phiên dịch viên cất tiếng thì mọi người đều phải lắng nghe, từ nhân viên bình thường đến các giám đốc hay chủ tịch. Nhưng nghề có những lúc rất bạc bẽo, khi được việc rồi thì chẳng ai quan tâm tới người phiên dịch nữa. Có lần mình dịch cả ngày cho một công ty đến mệt nhoài, nhưng đến khi đạt được thành công thì mọi người rủ nhau ăn mừng, nhưng còn người phiên dịch thì lặng lẽ về phòng ngủ. Trong một công ty, người ta thường chỉ vinh danh những người làm chuyên môn chính. Còn bộ phận dịch thuật thường được cho là bộ phận hỗ trợ nên cũng chẳng được tri ân nhiều. Còn nếu bạn làm sai ấy à, hãy chuẩn bị tinh thần nghe những phàn nàn đứa này dịch ngu, dịch dở. Hình thức phiên dịch cũng ảnh hưởng đến thu nhập. Trong phiên dịch, có hình thức dịch nối tiếp. Người nói phát biểu một câu và bạn sẽ dịch lại. Dịch song song, dịch thầm hay dịch cabin
là phiên dịch dịch ngay khi người nói đang phát biểu. Dịch song song thường diễn ra trong các hội nghị lớn. Người phiên dịch sẽ ngồi trong một cabin, nói vào mic, truyền đến khán giả đang đeo tai nghe. Hoặc phiên dịch sẽ ngồi sau lưng, thầm thì vào tai người nghe nếu số lượng người cần được dịch ít. Dịch cabin được gọi là đỉnh cao phiên dịch vì người dịch phải vừa nghe, vừa nói. Trong nhiều trường hợp, phải dự đoán ý tiếp theo của người nói. Đây thực tế là hoạt động phi tự nhiên. Dịch kiểu này rất mệt mỏi và không có nhiều người làm được. Tuy nhiên, thu nhập của công việc này rất cao, 6 đến 10 triệu một ngày. Nếu là cố định, có thể lên đến hơn 50 triệu một tháng. Nói chung, theo kinh nghiệm của bản thân mình, thì mức lương của phiên dịch thường cao hơn so với mặt bằng chung. Điều này một phần có lẽ vì một công ty không cần nhiều phiên dịch. Phần lớn những chỗ mà mình làm trước đây, dù có hơn 100 người, cũng chỉ có một vị trí phiên dịch. Quỹ lương cho bộ phận này sẽ không bị chia sẻ như đối với những bộ phận khác. Người phiên dịch nghiễm nhiên trở thành trưởng phòng phiên dịch một thành viên và được mức lương khá hơn một chút. Ở thời điểm hiện tại, nghề phiên dịch đang bị cạnh tranh khá gay gắt, thế giới đang xích lại gần nhau và rất nhiều người được học ngôn ngữ chung là tiếng Anh. Do vậy, càng ngày càng nhiều người có thể giao tiếp với người nước khác mà không cần tới phiên dịch. Ngành dịch thuật nói chung và phiên dịch nói riêng cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự phát triển của công nghệ. Có những ứng dụng có thể nhận biết giọng nói con người và dịch tức thì với độ chuẩn xác khá tốt. Đặc biệt, các phần mềm ứng dụng này sử dụng các công nghệ như AI và Big Data nên chúng có thể học tập và tiến hóa với tốc độ cấp số nhân. Công nghệ chưa thể thay thế con người trong thời điểm hiện tại, nhưng chính mình cũng không biết được rằng khi nào chúng sẽ bắt kịp con người. Do đó, theo mình thấy, xu hướng của ngành phiên dịch trong tương lai sẽ là ít việc làm hơn, nhưng yêu cầu phải giỏi chuyên sâu hơn và có thể áp dụng công nghệ. Đến đây, hy vọng các bạn đã có một cái nhìn khái quát về nghề phiên dịch. Có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười trong ngành và mình sẽ chia sẻ ở một bài viết sau. Một lời cuối, hãy đồng cảm và yêu thương những người làm nghề phiên dịch nhé. Họ là những người có trái tim rất dũng cảm đấy. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập ngay vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Sù, xin chào và hẹn gặp lại.